Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cát hung của cái tướng tai nhé. Thì trước khi mà chúng ta xem cái tướng tai này, thì chúng ta xem cái vài cái tướng mà tướng tai không tốt. Thì nếu như mà người béo ấy mà dái tai không có thịt ấy thì là không có quý đâu đấy. Đừng có nghĩ rằng là người béo rồi có tai ấy, nhưng mà người béo mà tai mỏng thì không tốt. Nhưng mà người gầy tai mỏng thì không sao, nhưng mà người béo thì không tốt. Người thần sắc tàn mạc nhưng tụ khí thì tuổi trẻ cô đơn, gia cảnh khốn khó, trái lại hơi thở mà lại tản mạn, ánh mắt chuyên chú, tuy tạm thời vận khí không tốt nhưng cuối đời vẫn có ngày mở mặt. Mùi nhọn, kén mùi nhỏ là người không có phúc lộc, bởi vậy mới nói mùi quý ở chỗ đầy đặn nhô cao, còn kén mùi quý ở chỗ to dài đơn mỏng. Người có lỗ tai nhỏ là người không có trí tuệ. Người béo thì dái tai phải dày, nếu dái tai không có thì có thịt ắt vận thế không tốt. Một số người về già có vận thế tốt vì xương nhỏ thịt nặng. Người thần trí ngu ngơ sẽ đoản mệnh, không sống quá 40 tuổi. Người nào trên mặt nổi thớ thịt nằm ngang, mặt khô thì sẽ sống thọ không quá 50 tuổi, trên mặt nổi nhiều thớ thịt sắc đỏ. Thịt lại khô, cứng thì đa phần là dấu hiệu dự báo của tuổi đoàn thọ. Đấy. Thì cái tướng tai của chúng ta ấy thì nó phải như thế nào mới đẹp? Thì bây giờ thì chúng tôi sẽ nói cho các bạn cái tướng tai cát hung nhé. Đấy. Tai đẹp là người thông minh, vì thế tướng tai đẹp là phải hồng hào tươi tắn. Hơn nữa, tai phải tròn, dày và mềm mại. Lỗ tai to thì thông minh. Nếu lỗ tai nhỏ thì là người không thông minh. Cái lỗ tai ấy chứ không phải là cái tai đấy nhá, cái lỗ tai đấy à, đó. Tai trắng hồng chủ thông minh. Tai trắng lại hồng hào thì tượng trưng cho sự thông minh. Nếu lại thêm xương nhỏ, thịt mềm thì sớm hưởng phúc lộc. Đó. Người béo dái tai dày thì là người phú quý, có nghĩa là nếu mà các bạn béo thì da các bạn tai các bạn phải dày. Dái tai của người béo nhất thiết phải tròn, dày và mềm mại, nếu không vận thế sẽ giảm sút, không có khí quý. Nếp nhăn ở đuôi mắt kéo dài tới về tai thì về già vẫn phú quý. Cái khu vực này các bạn này, nếu kéo dài về phía tai này. Nếp nhăn ở đuôi mắt còn gọi là vết chân chim, dài đến tận tai là tướng quyền quý, về già vẫn nắm quyền hành. Cuống tai có hai nốt ruồi đen thì dễ chết đột ngột. Có nghĩa là trên cái đây các bạn, trên cái vành tai này thì nên, nếu mà có hai nốt ruồi đen thì nguy hiểm. Cuống tai thì nên sạch sẽ. Nếu ở cuống tai mọc hai nốt ruồi đen là điềm báo người đó sẽ gặp họa hoặc chết bất ngờ. Đó. Có thể là ở trên tai này con ruồi sẽ thông minh, nhưng mà nếu hai cái thì không tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này.